Annyeonghaseyo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Baby Boy Money TV. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là cho bé 6 tháng ăn dặm như thế nào để con thì ngon miệng, còn mẹ thì nhàn tênh. Ok, let's do this. Việc bé bắt đầu ăn dặm luôn là vấn đề trăn trở của các bà mẹ, từ việc lựa chọn phong cách ăn dặm cho đến làm sao để ăn dặm không phải là một cuộc chiến, hay để cho các mẹ không bị người khác nói là sao con không chịu ăn, sao con còi thế, ăn uống thế thì nó ăn được cái gì, chính là vô cùng gian nan. Ngày hôm nay mình xin được chia sẻ các kinh nghiệm cho tiền ăn dặm của mình, còn trộm vía rất hấu ăn và hợp tác, cũng không quá vất vả chuẩn bị, và quan trọng nhất là tinh thần của cả hai mẹ con luôn phải thật vui vẻ. Cuộc sống lúc này là một trải nghiệm hạnh phúc chứ không phải một cuộc chiến, đúng không các mẹ? Quỳnh lựa chọn kết hợp ăn dặm truyền thống và ăn dặm bé chỉ huy chỉ vì mình quá lười, không theo nổi phong cách ăn dặm kiểu Nhật. Khi tiền được 4 tháng, mình bắt đầu cho con làm quen với sữa ngoài với mục đích chính chỉ là trải nghiệm. Khi con được 5 tháng, mình bắt đầu mix bột yến mạch, bột gạo cho bé vào sữa để cho dạ dày con quen với chất bột và vị đồ ăn ngoài sữa. Bây giờ có rất nhiều loại ngon lắm các bạn ạ. Các bạn nhớ chọn loại nhiều canxi và sắt cho con nhé. Khi con được 5,5 tháng, mình bắt đầu giới thiệu bánh ăn dặm cho tiền. Và bây giờ từ đây là lịch trình ăn uống một ngày của tiền, khá là nhàn. Con thì rất vui, còn mình thì có khá cái thú vị để up lên trên mạng xã hội. Bữa đầu tiên trong ngày, mình cho tiền ăn sữa lắc bột gạo hoặc yến mạch, loại cho em bé 6 tháng. Khi ngủ một giấc 12 tiếng, tiền thường thức dậy vào lúc 6:30, ăn sáng vào lúc 7 giờ. Và mình sẽ làm cho con một bình sữa lắc bột với tỷ lệ 1:1, khoảng 200ml. Có thể lắc nhiều bột hơn, tùy vào mong muốn của các mẹ và khả năng thích nghi của tùy từng bé. Vì con đã ngủ một giấc xuyên đêm nên bữa sáng này rất đói và con thường ăn rất nhanh. Các bạn đừng quên nhỏ thêm vitamin và D3 vào bữa sáng cho con nhé. Ăn xong, mình cho con xuống nhà chơi với cả nhà, đợi đến bữa tiếp theo. Bé thì chẳng làm gì một ngày ngoài chơi với ăn, rồi lại ngủ, rồi chơi với ăn và ngủ. Tiếp theo là bữa xế, ăn dặm bé chỉ huy. Bây giờ là 10 giờ sáng, mình luôn cho con vào ghế khi ăn, để con hiểu được rằng khi ăn là phải ngồi vào bàn ghế như vậy. Với phong cách ăn uống này, các bạn cần phải kiên trì và cần phải chuẩn bị cho mình một lượng kiến thức và tinh thần thật là vững. Vì các cụ nhiều khi hay than phiền lắm, ăn kiểu này lại hơi bẩn nên công dọn sẽ khá là cực. Bạn cũng cần nắm rõ xem tháng nào con được ăn cái gì và những kỹ năng xử lý khi con bị hóc, nghẹn ra sao. Để tìm hiểu chi tiết hơn, các bạn hãy mua sách về ăn dặm bé chỉ huy để đọc. Ở tháng thứ 6, con chỉ được ăn rau củ luộc, không có gia vị như là cà rốt, su hào hay là đỗ. Cắt dạng que để con có thể cầm nắm được thật là dễ dàng. Cũng có thể ăn hoa quả như táo, lê. Có hôm thì mình lại cho con ăn bánh ăn dặm, hôm thì ăn đồ. Cụ cậu thì thích lắm, ăn cực kỳ là hợp tác. Tháng này con chỉ cần học cảm giác cầm với nắm và làm quen với đồ ăn thôi. Còn thức ăn chính để nuôi cơ thể vẫn cứ là sữa. Sau khi bé nghịch, ăn một lúc sẽ thấy chán. Các bạn sẽ dễ dàng và nhanh chóng nhận ra dấu hiệu khi bé dừng ăn, la hét, đòi ra khỏi ghế. Sau khi bé ăn xong, mình thường cho bé uống một chút trà để sạch miệng. Trà Nhật dành cho các bé bây giờ được bán ở khắp mọi nơi, rất tốt cho tiêu hóa và giúp bé giải khát thanh nhiệt. Tiền được ngoài 6 tháng, mình mới bắt đầu cho uống trà. Còn trước đó, kể cả có khát thì vẫn là uống sữa mẹ. Mình đang tập cho tiền học cách tự ôm bình. Bây giờ con biết cách tự ôm rồi nhưng chưa biết cách tự tu. Xong xuôi hết thì mình phải nhấc con ra, thay áo và lau chân tay cho thật là sạch, vệ sinh bàn ghế và cho bé uống thêm một chút sữa nữa. Bình thường thì mình sẽ để cho con nghỉ một lát rồi trước khi đi ngủ trưa sẽ ăn một bình 200ml nữa cho chắc bụng. Bình thường tiền ngủ trưa khoảng 2 tiếng, khi dậy mình sẽ để cho con chơi một lúc cho tỉnh táo hẳn. Đến khoảng tầm 2 giờ chiều sẽ cho con ăn sữa chua hoặc pudding. Các bạn nhớ mua loại cho bé 6 tháng trở lên chứ đừng mua loại cho người lớn. Chưa ăn thì bảo quản tủ lạnh, trước khi ăn thì bỏ ra ngoài cho hết lạnh hẳn rồi mới cho con ăn, nếu không bé sẽ bị viêm họng đấy. Với loại hình mẹ đút con đớp này thì tùy bé nào thích hợp và hợp tác ăn uống mới vui vẻ và ngon miệng được. Vậy nên cách duy nhất để biết được điều đó hay không đó chính là thử và không gượng ép. Tiền thì trộm vía rất là thích ăn nên ngày nào mình cũng cho con ăn. Ăn xong hộp này thì mình thường cho con ăn thêm khoảng tầm 100ml sữa nữa. Sau đấy bọn mình cho con chơi đến khi nào tiêu hết toàn bộ chỗ sữa này thì thôi, lại chuẩn bị ăn tiếp. Bữa ăn dặm cuối cùng trong ngày của Tiền là ăn dặm truyền thống. Mình thường cho con ăn vào khoảng tầm 5 giờ chiều. Lý do mình chọn kết hợp các loại hình ăn dặm này đơn giản là vì ngày nào mẹ cũng nấu súp cho bà ngoại, cho nên mình ké một tí luôn cho Tiền. Không gia vị, thường là có thể ninh bằng nước thịt than hoặc nước lườn gà với cả rau củ xay, rồi là bột gạo. Các cụ mà thấy cháu được ăn kiểu này thì yên tâm lắm, khen suốt thôi. Bữa này ăn xong thì mình sẽ cho Tiền đi tắm này, chơi một lát, rồi trước khi đi ngủ thì ăn một bình 200ml nữa và thế tự nhiên yên tâm. Mình sẽ ghi lại thực đơn 6 tháng của Tiền vào phần description. Điều quan trọng nhất chính là hiểu con và tìm ra một thực đơn cũng như thời gian phù hợp với bé, vì mỗi con khác nhau các mẹ ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay của Baby Boy Money và hẹn gặp các bạn vào thứ 3 tuần sau nha. Bye bye.